Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Vâng, nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi đã có mặt tại huyện Kon Rẫy để review cho các bạn tham khảo một cái mảnh đất ở khu vực này các bạn nhé. Thì đây là tuyến quốc lộ 24 cũ này các bạn này. Còn đây là dòng sông Đắk Bờ Ne, dòng sông Hiền Hòa Thơ Mộng. Thì đây là cây cầu đi vào thôn 6 của xã Tân Lập. Cái hướng ngược lên này thì chúng ta sẽ lên với lại cái đầu nguồn của dòng sông, cũng như là lên với lại cái hướng về thị trấn Măng Đen. Từ đây chúng ta cách thị trấn Măng Đen là 20 km nữa các bạn. Thì cây cầu này mới được hình thành. Sau này nó sẽ có cái tuyến nối trực tiếp quốc lộ 24A với lại sang cái huyện Kbang của Gia Lai. Thì đã có trong đề án quy hoạch rồi. Đây quốc lộ 24 cũ này các bạn này. Ngày xưa thì quốc lộ 24 cũ nó nằm sát cái sông luôn. Tuy nhiên là sau cái cơn bão số 9 năm 2009, một cơn bão lịch sử quét qua thì cái khu vực này nó bị sạt lở rất nhiều. Do cái dòng Sở Ngé, cái dòng Đắk Bờ Ne này, lúc bình thường thì nó nhìn trông nó ít nước như vậy, nhưng mà lúc lũ lụt thì nước nó lên dâng rất là mạnh các bạn. Tuy nhiên bây giờ thì quốc lộ 24 cũ thì sẽ rất là cao rồi. Cao và xa rồi các bạn. Đây cái thế đất các bạn nhìn thấy cao hơn cả chục mét rồi. Yên tâm các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đi ngược hướng này ra, chúng ta sẽ ra với quốc lộ 24 này các bạn này. Thì phải nói đây là một trong những cái lô đất nó nằm ở cái khu vực đất gọi là đắc địa, ngã ba các bạn. Thuộc những cung đường kết nối hết sức quan trọng. Đây các bạn, đi thẳng vào đường bê tông. Tôi đã từng đi cái đường đấy, đi lên thị trấn Đăk Rve và đi sang xã Đắk Bờ Ne rồi. Nói chung hiện trạng bây giờ là chỉ là đường đất thôi. Đấy, chỉ là đường đất thôi. Có thể năm nay hoặc là sang năm thì bắt đầu thi công cái đoạn đấy các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ ra khoảng cỡ tầm 200m nữa, 150m nữa chúng ta ra với quốc lộ này. Bên đây chúng ta đã có nhà rồi các bạn nhé. Đây một nhà của anh chị người dân ở đây. Người ta ra đây buôn bán tạp hóa các bạn. Người ta ra từ rất sớm các bạn. Có lẽ là một trong hộ dân mà ra sớm nhất ở cái khu vực bên cái mé bên đây. Và trước kia chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi chùa Hưng Khánh, một trong ngôi chùa phải nói các bạn là cực kỳ đẹp. Một cái ngôi chùa mà tôi cảm giác nó rất là ấn tượng. Tuy rằng là ngôi chùa nó cũng nhỏ thôi, nằm trên đỉnh một quả đồi, view ra sông rất là đẹp. Về cái thế thì phải nói tuyệt đẹp, đặc biệt là có cái tượng Quan Âm ngoảnh mặt ra bờ sông các bạn. Các bạn từ phía xa là các bạn có thể nhìn thấy tượng Quan Âm rồi. Bên đây là cái gara xe. Đây, lô đất của chúng ta đây các bạn này. Sẽ bắt đầu từ cái chỗ đường của bên chùa các bạn nhé. Đấy, đường bên chùa bên đây. Đấy, chúng ta sẽ thẳng ra. Đấy, gia chủ thì có cắt cho chùa mấy mét để tặng cho chùa có làm cái đường đi lên các bạn. Đấy, và thẳng ra đến tít cái đoạn gần đến cái nhà bên kia các bạn nhé. Đấy, được khoảng cỡ một trên sổ thì 100m, nhưng mà thực tế thì cho chùa mất mấy mét rồi, thì còn khoảng cỡ 80m thôi. Đây thì bên đây là nó giống như kiểu ngã ba luôn các bạn. Đất lưng thì tựa núi, mặt thì ngoảnh ra lộ, ngoảnh ra sông. Thì đây là một cái thế đất phải nói là tuyệt vời, rất đẹp. Tuy nhiên là đây là một cái lô đất cũng khá là rộng và to. Giá thành cũng khá là cao, chỉ dành cho những nhà đầu tư có cái tiềm lực tài chính nó dồi dào, nó mạnh một chút thì chúng ta đầu tư vào đây là ok. Đây con đường vào thôn 6 này, thẳng cái cây cầu này các bạn này. Thì hiện nay chính chủ đang muốn rao bán với cái giá là 6,5 tỷ các bạn nhé. 6,5 tỷ vẫn còn thương lượng được các bạn nhé. Đấy, các bạn nào thiện chí thì các bạn có thể liên hệ để thương lượng. Chúng tôi sẽ giúp các bạn thương lượng về cái mức giá thấp nhất mà gia chủ có thể bán được. Đấy thì khi các bạn là gọi là thực hiện những cái giao dịch với lại nhà đất Hoàng Vinh thì chúng tôi luôn luôn cố gắng là giúp cho các bạn có thể về được cái mức giá nó thấp nhất có thể mà người dân có thể bán ra. Đấy, chủ đất có thể bán ra các bạn ạ. Đấy thì cũng hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn, được thêm có nhiều cái động lực. Đây các bạn nhìn cái view này, quang cảnh cực kỳ đẹp. Tổng diện tích trên sổ là khoảng cỡ 568 các bạn. Hiện nay thì gia chủ vẫn chưa lên được thổ cư, tức là chưa lên thổ cư các bạn nhé. Còn khu vực này thì các bạn có thể lên thổ cư được, bởi vì do khu vực này là gọi là quy hoạch thổ cư các bạn, tức là quy hoạch đất ở hết, cho nên các bạn yên tâm. Đây cái cầu này thì phải nói là hết sức là một cây cầu hết sức quan trọng. Thì đây hướng này là hướng chúng ta sẽ hướng lên Măng Đen này. Đấy, 20 km nữa thôi, thẳng quốc lộ 24 này mà chạy thôi là đến Măng Đen. Ở khu vực này chúng ta nhà cửa thì hộ dân đã về đây rất gọi là khá nhiều rồi. Đấy, sắp tới đây là sẽ rất nhiều các hộ dân về đây. Nếu như mà có duyên thì nhà đất Hoàng Vinh sẽ có một vị khách sẽ về đây ở các bạn. Đấy, nếu mà có duyên các bạn nhé, thì sẽ có một vị khách. Đây chúng ta sẽ đến gần cái lô đất của chúng ta 100, sâu vào phía trong là khoảng 60 các bạn. Đấy, khoảng cỡ 568 các bạn nhé. Thì mảnh đất của chúng ta được cái ưu điểm thì mặt ngoảnh ra lộ, nhưng mà cái nhược điểm thì các bạn gia chủ mới mổ cái quả đồi này ra các bạn, cho nên là các bạn nhìn thấy nó đang ngổn, nó khá là ngổn ngang. Đất đai thì nó chưa được ổn định các bạn. Đấy, thế thôi. Đây các bạn nhìn đến phía dưới này là đã có ngôi nhà này. Bên cạnh đây là nhà cô chú Sĩ Dung này. Ngày xưa cô chú này cũng ở trên Măng Đen, nhưng mà sau này làm ăn đổ bể, cái là mới chuyển về đây. May mắn lại mua trúng được cái mảnh đất ở mặt tiền quốc lộ 24, thì sau này kinh tế lại được khôi phục dần dần. Hình như là làm ăn bể, phần thứ hai là chơi bài chơi bạc gì đấy các bạn. Tôi cũng mang máng thế thôi. Đấy, nếu mà có cái duyên thì sắp tới đây sẽ có một khách hàng của nhà đất Hoàng Vinh sẽ về khu vực này ở này các bạn này. Đấy, anh ấy dự tính là sẽ mua 15 mét mặt đường để về đây ở sinh sống. Và nếu như mà thuận lợi hơn thì có thể là sẽ có một vị khách nữa là khách hàng của nhà đất Hoàng Vinh sẽ về cái khu vực này ở các bạn. Bởi vì do anh chị em biết cái thế đất đây nó rất là tốt các bạn. Nó sẽ thuận lợi cho những anh chị các bạn mà gọi là có cái muốn ở nó thanh tịnh ấy, ở những nơi nó thanh tịnh, ở những nơi mà nó không khí nó trong lành mát mẻ, để cho mình tu dưỡng đạo đức, hoặc là cho mình tu, hoặc là cho mình gọi là chữa bệnh các bạn. Thế theo cái ý kiến của tôi là thế. Đất nó hiền hòa, không khí nó trong lành. Thời tiết ở đây thì nóng thì nó không quá nóng. Đấy, lạnh thì nó không quá lạnh như kiểu Măng Đen. Nói các bạn thì ở trên Măng Đen thì nó khá là cực. Chứ các bạn cứ nghe Măng Đen, nhưng mà theo tôi nghĩ thì Măng Đen nó cũng có cái nhược điểm, đó là mùa đông nó rất lạnh. Nó không phù hợp cho những cháu nhỏ và những các bạn lớn tuổi ấy. Các cô chú, các bà, các cô lớn tuổi ấy, thì nó lạnh lắm. Thì khí hậu nó hết sức là khó chịu các bạn. Ở đây thì huyện Kon Rẫy nó cách Măng Đen 20 cây thì khí hậu nó rất là hiền hòa các bạn. Mùa nóng thì nó không có quá nóng giống như kiểu miền Bắc, và nó không quá nóng như kiểu miền Trung hoặc là kiểu miền Nam. Đấy, mà thời tiết nó cũng hết sức là hiền hòa, khoảng cỡ 32 độ thôi. Đấy, mùa đông thì nó xuống khoảng cỡ 18-19 độ thôi các bạn. Nó không có xuống đến 8-9 độ giống kiểu Măng Đen các bạn. Ở trên Măng Đen các bạn sẽ lạnh cóng luôn, lạnh tê lạnh tái luôn. Và ra ngoài đường các bạn không muốn ra, bởi vì thời tiết nó cứ mưa lùn phùn đấy. Đấy, để so sánh cho các bạn về cái thời tiết các bạn. Bởi vì sao là các bạn cứ thích lạnh, nhưng mà thực tế ra thì tôi cũng không thích lạnh lắm. Lạnh nó vừa thôi thì được, chứ còn lạnh quá như giống như kiểu Măng Đen này tôi cũng không thích. Tôi thích khí hậu nó hiền hòa thôi. Ví dụ như là nó rơi vào tầm như khí hậu Kon Rẫy đây thì được, đẹp này các bạn này. Măng Đen là các bạn lên ở, các bạn chỉ có thích khi mà mùa hè thôi. Đấy, mùa hè thôi các bạn nhé. Mùa hè mới mùa xuân thôi. Chứ còn những cái mùa khác thì các bạn lên Măng Đen thì chán lắm. Nó mưa rồi, nó lạnh lẽo rồi, rất là chán. Đấy, khí hậu chính ra khí hậu ở huyện Kon Rẫy này là nơi cách Măng Đen khoảng 10 cho đến 20 km này mới là thời tiết đẹp này các bạn này. Quanh năm nắng nhé các bạn nhé. Yếu tố ánh nắng nó quan trọng, là ánh nắng ánh sáng nó cực kỳ quan trọng đối với người làm nông nghiệp. Đấy. Khi các bạn về đây chỉ cần làm cho mình một cái khu vườn nho nhỏ thôi, đấy là sinh sống là ok rồi. Đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn cái địa thế ở đây thì quá đẹp luôn. Nó rất là tốt cho những người gọi là dưỡng bệnh, người đi tu này. Đấy, thanh tịnh các bạn. Khí hậu nó gần sông, quanh năm mát mẻ. Quốc lộ đoạn này nữa thì rất là đẹp nữa. Đấy, các bạn nhìn xung quanh là quang cảnh rừng núi, rừng thông không. Tại sao chùa lại đặt ở đây? Thì thường thường những ngôi chùa thì thường sẽ đặt ở những cái vị trí nó gọi là nó rất là tốt về phong thủy các bạn. Đây anh chị em các bạn nhé, đây là ngôi chùa Hưng Khánh. Đây lại nằm ở ngay cái vị trí đắc địa là cái ngã ba đường quốc lộ kết nối với lại cái cây cầu kết nối với lại đường sang Kbang của Gia Lai, tức là cái tuyến liên tỉnh các bạn. Cũng là một cái tuyến lộ liên tỉnh các bạn. Đấy, hết sức đẹp. Còn tuyến quốc lộ 24 là kết nối lên thị trấn Măng Đen xuống tỉnh Quảng Ngãi và ra quốc lộ 1A. Đấy, 6,5 tỷ các bạn nhé. Còn thương lượng được cho cái mảnh đất này. Lô đất này có thể lên thổ cư được, các bạn lưu tâm. Rồi Nhà đất Hoàng Vinh cũng xin kết thúc cái review. Cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Xin chào.